Thưa quý vị, tối qua ngày 8 tháng 7, đêm chung kết với màn tranh tài mãn nhãn và nhiều cảm xúc của hai đội Pháp và Ý đã khép lại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 với ngôi vị quán quân thuộc về đội tuyển Pháp. Đến dự đêm chung kết, về phía Trung ương có các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niekdam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 Ngô Thị Kim Yến và khách mời trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị, trong suốt một phát biểu tại đêm chung kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, một sự kiện mang thương hiệu riêng của thành phố Đà Nẵng, đã trở lại sau đại dịch bằng những màn trình diễn hấp dẫn, ấn tượng của 8 đội thi đến từ các quốc gia giàu kinh nghiệm về trình diễn pháo hoa trên thế giới. Với chủ đề Thế giới không khoảng cách, thành phố Đà Nẵng bày tỏ thông điệp về sự kết nối, xóa nhòa khoảng cách không gian địa lý, để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau bằng khát vọng hòa bình, tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp. Sau đêm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại. Những ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và có một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên. Từ các tiết mục trình diễn nghệ thuật trên sân khấu của các nghệ sĩ nổi tiếng đến các màn pháo hoa, đêm chung kết DIFF 2023 đã chinh phục những khán giả khó tin nhất. Đội Pháp và Ý đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp cho DIFF 2023 khi hai đội tuyển sử dụng bài hát Việt Nam cho màn trình diễn của mình. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc. Những màn trình diễn pháo hoa đã thực sự kết nối con người trong một thế giới không khoảng cách. We were just visiting Vietnam. Chúng tôi đến thăm Việt Nam và biết được rằng có lễ hội pháo hoa quốc tế. Thực sự mơ ước của tôi là được một lần đến xem lễ hội này, vì đây là một sự kiện rất nổi tiếng, nên chúng tôi quyết định đến Đà Nẵng và mua vé vào xem pháo hoa đêm chung kết. Lần đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng để xem chương trình pháo hoa, cảm thấy rất ấn tượng khi vừa được xem một chương trình rất là mãn nhãn, rất thấy an toàn, thành phố rất đáng yêu, đáng sống. The representatives from Martarello Group and với màn trình diễn đẳng cấp, đội pháo hoa Pháp đã giành ngôi vị quán quân DIFF 2023 với cúp vô địch và phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ. Đội pháo hoa Ý giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, giải thưởng sáng tạo thuộc về đội Ba Lan và giải được khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Phần Lan. Việc chúng tôi lọt vào vòng chung kết đã là một bất ngờ lớn cho đội, và cho đến thời điểm hiện tại thì tôi không còn lời nào diễn tả sự vui mừng và bất ngờ khi chúng tôi đã là nhà vô địch. Con người nơi đây đã đón tiếp chúng tôi quá nhiệt tình và việc tổ chức thì rất chỉnh chu. Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức, chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại vào năm sau. Có thể nói, DIFF 2023 đã thực sự làm nên một dấu ấn cho du lịch Đà Nẵng, không chỉ tạo nên một mùa hè rực rỡ cho thành phố, là thỏi nam châm thu hút khách, mà trên hết là tinh thần hợp tác, hữu nghị của lễ hội pháo hoa quốc tế tiếp tục được duy trì. Và Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung lại thêm một lần nữa ghi dấu ấn trong mắt bạn bè Nam Châu vì sự thân thiện, mến khách.